từ nó sợ đồng Vinh, nó cứ ngồi ông yên năm năm đúng lắm nghe. Bé 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 từ 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 bé 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 bay đi, bay không? Bay đâu, bay đi. Con mẹ nó đá kìa. Đẹp nhỉ. Nhà cháu chưa có 30-40 con nhưng mà chả có tiền đâu cả. Bò thì càng chục con trong dự định ấy. Trên.
được rồi. Không vào được à? Không vào. Mùi nhỉ. Đẹp nhỉ, nhìn như là giống con gì chú? À, giống cừu nhỉ. Mẹ nó biết đấy phết nhỉ. Ờ, con mẹ nó tính đấy. Giữ phết. Sợ nó hút nhỉ. Đẹp. Chụp mày chụp ảnh đi, chụp ảnh đi. Từ từ. Chụp đi. Ô, nó vào đây gì đây? Nó chuột nó. Bán một con dê này. Cái chỗ mày đó. Hay phết nhỉ. Dập nhỉ, hơi tối. Dập nhỉ. Trắng. Trắng nhỉ. Hình như cháu cho đây có nào trắng này không nhá. Nhà anh muốn gì đẹp thế. Đẹp giờ sao lại trắng bóp vậy nhỉ. Nhìn như kiểu ấy. Con này bị bể tạng ấy. Kiểu đây là lai kiểu á. À, con này lai là thực sự. Đây là kiểu à. Đi đâu về mới đây. Nhà nào ăn mày? À, không biết được bếp ăn cả. Căng ra đi, anh Niên còn trả tiền Niên. Nhưng mà Vinh mai đi rồi để cho ta con nó. Thật. Thế đi bao nhiêu lâu mà chờ hẳn một tiếng? Nó mời bao nhiêu giờ? 9 giờ tao 9 rưỡi vào thì ngồi chờ đến gần 11 giờ. Tiếp. Đồng ý. Quá kém. Ơi hả? Ha ha.
Pam. Go get your treat. Go get your treat. Come on. Where's your treat? Go get it. Get your treat. Oh my gosh, it's so freaky.